Xin chào tất cả quý vị đã đến với kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Hôm nay sẽ là một clip rất là thú vị. Chúng ta sẽ so sánh cùng một đôi loa, đó là loa Harbert M30.2XD với hai chiếc âm ly. Đó chính là chiếc âm ly Luxman L550AX2, một chiếc âm ly Class A, với một chiếc âm ly Acouphase E380. Về giá thì E380 sẽ có mức giá thấp hơn khá là nhiều so với Luxman L550AX2. Và để xem âm ly Luxman đắt hơn thì nghe nó có hay hơn không, và nhất là trung âm của chiếc âm ly nào nghe hay hơn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu thông tin về những sản phẩm trong clip này. Harbert là một trong những thương hiệu Anh Quốc có cái chất lượng sản xuất loa rất là tốt. Các sản phẩm của họ thì tất cả đều được sản xuất tại Anh. Và họ cũng có rất ít model, khoảng tầm 5 model loa ở trên trang chủ thôi. Thì 30.2XD là model đứng thứ 3 từ trên xuống. Và tính ra thì đây cũng đã là một đôi loa Buxell có mức giá rất là cao rồi. Mức giá tham khảo lên tới khoảng 160 triệu đồng. Và nó cũng không phải là loa mà dành cho phổ thông đại chúng. Tuy nhiên, những ai yêu thích chất âm của Harbert sẽ có thể sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để sở hữu được một cái đôi loa mà nó có cái giá trị theo thời gian. Tức là ở đây là cái âm thanh của nó, cái chất âm của nó không có thay đổi nhiều qua thời gian, mà thường nó sẽ có cái độ lắng đọng rất là cao ở phần trung âm. Và thực sự là trung âm của Harbert rất là hay. Âm thanh nói chung thì rất là êm dịu, mượt mà. Đây là một đôi loa Buxell có một cái kích thước khá là lớn với cái lỗ thoát hơi ở phía trước mặt. Thông thường với lỗ thoát hơi ở trước mặt thì chúng ta hay nghĩ rằng loa này chúng ta có thể đặt sát gần vào tường sau. Thực ra đặt thì là đặt được thôi, nhưng mà nó sẽ không hay. Muốn loa Harbert kêu hay, và cũng như là rất nhiều các đôi loa khác kêu hay, thì chúng ta lại phải cách nó với tường sau và cách nó với tường hai bên. Và nhất là cái khoảng cách với tường hai bên nó cũng khá là tác động. Như vậy thì nó mới tạo ra được một cái tính trình diễn âm hình sân khấu. Và thêm một điều thú vị nữa là khi chúng ta đã phối ghép tốt và setup vào những cái vị trí mà gọi là tối ưu ở trong phòng, thì chúng ta có một cái cảm giác là biến mất loa. Tức là lúc này thì chúng ta sẽ cảm nhận là trước mặt chúng ta là một không gian âm thanh với đầy đủ các nhạc cụ, bè rồi giọng hát rất là sinh động, và không có cảm giác là âm thanh được phát ra trực tiếp từ một cái vị trí loa cố định nào đó. Như vậy là một cái cảm giác trải nghiệm về âm thanh sân khấu rất là thú vị mà loa Harbert có thể tạo ra, và cụ thể là đôi loa này hoàn toàn có thể tạo ra. Đây là đôi loa có độ nhạy là 85 dB, trở kháng 6 ohm, và hãng cũng nói rõ là easy to drive, tức là nó không khó để chúng ta tìm lựa chọn công suất của âm ly. Và nó sẽ yêu cầu mức âm ly tối thiểu là từ 25W cho tới tối đa là sẽ là khoảng 150W đánh liên tục cho đường trở kháng 6 ohm. Và chúng ta sẽ đến với thông tin của chiếc âm ly. Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều các thương hiệu âm thanh hay. Và phải nói rằng là Nhật Bản rất mạnh về cái quãng sản phẩm trung cấp, tức là những cái sản phẩm âm thanh hi-fi. Họ có nhiều lợi thế so với các cái thương hiệu châu Âu khác. Riêng về cái mặt trình bày là chúng ta thấy âm ly Nhật Bản nhìn nó to, nó dày. Gia công thì hoàn thiện rất là chắc chắn, sản phẩm thì lại rất là bền, và âm thanh thực sự là cũng rất hay. Và trong đó Nhật Bản có hai thương hiệu âm thanh cao cấp và chuyên về cái dòng âm ly bán dẫn, có cả âm ly đèn, đó chính là Luxman và Acouphase. Nói về cái giải sản phẩm thì Acouphase cũng có rất nhiều dòng sản phẩm đắt tiền, và Luxman cũng vậy. Về xét về định vị thì Acouphase dường như được định vị nhỉnh hơn một chút so với Luxman. Thế nhưng hôm nay sẽ là một chiếc âm ly Luxman có mức giá cao hơn âm ly Acouphase khá nhiều. Đó là âm ly Luxman L550AX2, sử dụng là mạch 20W Class A thuần, ra hai kênh 8 ohm và lên tới 40W ra hai kênh ở trở kháng 4 ohm. Đây là chiếc âm ly Luxman, nó có mức giá tham khảo lên tới là khoảng 188 triệu. Còn âm ly Acouphase ở đây sẽ là âm ly E380, nó lại là một chiếc âm ly chạy mạch Class AB, có mức công suất là 120W x 2 ở trở kháng 8 ohm. Thì thực ra đây đều là những sản phẩm hay, mà hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào trung âm. Tức là Hải Sơn sẽ chỉ chọn một bài hát mà có một cái giọng nam trầm và chỉ có tiếng guitar đệm tí tách ở nhạc nền thôi, để xem là chúng ta sẽ tập trung vào trung âm, xem là âm thanh của chiếc âm ly nào nghe hay hơn, và quan trọng nhất là quý vị có phân biệt được ra sự khác biệt đó không. Xin mời quý vị cùng thưởng thức âm thanh từ hệ thống này. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa
mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy. Sau màn trình diễn vừa rồi thì quý vị có nghe ra được sự khác biệt âm thanh giữa hai chiếc âm ly này không? Quý vị thấy trung âm của hai chiếc âm ly này khác nhau như thế nào? Thì hãy để lại cảm nghĩ ở phần bình luận bên dưới cùng với Thiên Hà Audio nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.